Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày 27 tây tháng 7 năm 2021 tại Hoa Kỳ Ở Việt Nam bây giờ đã là ngày 28 tây tháng 7 rồi Thì ngày hôm nay các bạn thấy được trên màn hình chúng ta có rất là nhiều những thông tin Thuận muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta sẽ nói về những cái thông tin liên quan đến Apple, liên quan tới Google Tại vì nhiều bạn hỏi Thuận là bây giờ đã nghe thông báo liên quan đến cái quý 2 hay chưa Chúng ta cũng sẽ nói về thông tin liên quan tới giá cả hiện bây giờ giá vẫn còn khá là tốt các bạn thấy được là giá đã đi ngược trở lên và bây giờ là mức là 39.344 sau khi mà đi xuống ngày hôm qua từ mức là 40.500 đô thì chúng ta sẽ nói về cái phương diện giá cả cũng như là thường muốn chia sẻ những cái suy nghĩ của Bloomberg liên quan tới cái quý 3 và quý 4 của năm nay trong dòng nửa năm nay chúng ta cũng nói tới Ark Investment chúng ta cũng sẽ nói tới À, những cái thông tin như là chu kỳ tâm lý thị trường cũng như là chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin mà mình cảm thấy là thú vị và mắc cười thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Và đương nhiên sẽ nói tới Goldman mình xác. chúng ta cũng sẽ nói tới một loạt những cái thông tin liên quan tới pháp lý và nhất là pháp lý của Hoa Kỳ. Tại vì thường nghĩ là sắp sửa có thông tin gì đó lớn xảy ra liên quan tới pháp lý và chúng ta đã bắt đầu thấy nhiều cái động thái trong thời gian là một tuần qua. Thường sẽ chia sẻ thêm thông tin này với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ và cũng là sàn mà nhiều bạn đã quen thuộc đó chính là sàn Remitano. Thì cái đây không lâu đó thuận có giới thiệu với các bạn là một cái bộ phim được sản xuất bởi sàn Remitano có tên là Remi Fason. Thì đến hôm nay đó chúng ta đã có tổng cộng là 6 tập phim và cũng đã chính thức đóng lại cái series này thì tập sát bộ phim đó vừa được công chiếu vào ngày 24 tháng 7 cái đây 3 ngày và mở đầu là sự xuất hiện bất ngờ của zombie và đương nhiên tâm lý của mọi người đó là ôm của để mà chạy thì cô vợ tên là Remy đó đã ôm theo rất nhiều thỏi vàng và đương nhiên là không chạy được xa tại vì vàng thì có một nhược điểm đó chính là rất là nặng và khó di chuyển cái ý nghĩa ở đây đương nhiên là lưu trữ bịch lưu trữ crypto sẽ dễ dàng di chuyển hơn và tập 6 đó khép lại thì là một cái thông điệp là cô vợ nội trợ đã giải thích rất là rành mạch về cái nguyên lý đầu tư Bitcoin ngắn hạn và dài hạn thì các bạn thấy được là một trong những cái thông điệp mà quan trọng đối với crypto này đó đó chính là dù bạn là ai, dù bạn là người nội trợ, dù bạn là sinh viên dù bạn là nhân viên văn phòng hay bất cứ ngành nghề gì thì bạn vẫn có thể tìm hiểu Bitcoin cũng như là tiền kỹ thuật số để mà đầu tư thì trong thời gian này đó các bạn cũng đã biết là dịch bệnh đã nổi lên trở lại ở rất nhiều nơi Và thường cũng biết là nhiều bạn xem channel Thuần Capital này là ở Việt Nam Cho nên rất hy vọng đó là dịch bệnh có thể mau chóng qua Và đợt này là đợt cuối cùng và chúng ta không nghe nói dịch bệnh nữa từ đây về sau Nhưng mà trong thời gian mà nhiều bạn ở nhà đó thì đây cũng là một những cái series miễn phí của sàn Revitano sang gần đây cũng đầu tư rất nhiều để mà làm những cái series phim truyền tải thông điệp crypto đến với mọi người thì đây cũng là một trong những cách mà mình cảm thấy là cũng mang cái tính chất giải trí Như mà nào muốn tìm hiểu và xem những bộ phim liên quan tới crypto cũng như là xem cái bộ phim Remy Fashion này thì các bạn hãy bấm vào cái link bên dưới và thường cũng muốn cảm ơn sàn Remy Thano đã ủng hộ thuần capital trong vòng thời gian qua bằng cách là tài trợ những cái video thì chúng ta hãy trở lại để mà nói tới cái thông tin quý 2 đi nhiều bạn hỏi thùng là đã nghe nói tới những thông tin còn lại thông báo quý 2 chưa thì ngày hôm qua tôi đã chia sẻ với các bạn thông tin liên quan tới công ty Tesla Thì công ty Tesla đã thông báo là họ vẫn tiếp tục lưu trữ cái số lượng Bitcoin họ đang có Không mua thêm nhưng mà cũng không có bán để thông tin thì đã chia sẻ ngày hôm qua, ngày hôm nay thì chúng ta nhận được những cái thông báo đến từ công ty Apple, công ty Microsoft cũng như Google và cả ba công ty này đều không có dấu hiệu là thu mua Bitcoin. Đây là cái tài liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn. Có nghĩa là bây giờ chúng ta ngoại trừ nghe những cái thống kê đến từ công ty Tesla ra chúng ta chưa thấy bất cứ một công ty nào mua thêm Bitcoin trong quý 2 này thì chúng ta nhìn vào giá cả thì các bạn thấy được cái giá cả ngày hôm qua sau khi mà đi xuống từ cái mức là 40.500 đô xuống tới cái mức là khoảng chừng là 36.300 thì đã đẩy ngược trở lên bây giờ là mức là 39.543 sắp sửa muốn thử lại cái mức là 40.000 đô có thể là chúng ta sẽ thấy 40.000 đô trong cái thời gian làm video này Thường sẽ chia sẻ nếu như mà điều đó xảy ra Thì đương nhiên Bitcoin là màu xanh thì các bạn đã thấy được thị trường ngày hôm nay Rất là xanh các bạn thấy được là đồng nào phần lớn đều là màu xanh ngày hôm nay Chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi thì các bạn thấy được là những đồng lớn ngày hôm nay Thì chúng ta có Bitcoin đó tăng 6,8% chúng ta có Ethereum tăng 5,1% Nhưng mà cái mà thường muốn các bạn đi đến đó chính là cái cột là 7 ngày thì trong vòng một tuần qua Bitcoin đã tăng 31,4% Ethereum đã tăng là 27,5% các bạn thì được là uh, BNB thì tăng 17%, Cardano tăng 20% trong nhiều 7 ngày qua, XRP tăng 20% trong 7 ngày qua, Dogecoin tăng 18% và uh, yeah, Polkadot tăng 28% trong 7 ngày qua Một chiếc câu hỏi mình thường nhận được đó là tại sao Mà chúng ta thì được là trong những năm lớn đó thì Bitcoin lại tăng trưởng mạnh như vậy Thì các bạn thấy được là đây là dấu hiệu của mỗi một lần mà chúng ta thấy là Mọi người lạc quan hơn đó thì đầu tiên hết tiền sẽ dồn vào Bitcoin. Đây là cái sự khởi đầu mà chúng ta đi ngược trở về tháng 10 năm ngoái hay là những cái đợt tăng trưởng trước đó. Thì đầu tiên cái sự tăng trưởng sẽ đến từ Bitcoin. Sau đó thì các bạn sẽ được là những cái altcoin mới bắt đầu tăng trưởng. Thường nữa thì Bitcoin sẽ tăng trưởng sau khi Bitcoin tăng trưởng tới mức nào đó rồi đó. Thì Bitcoin tích lũy ở một vùng nào đó thì lúc đó chúng ta mới thấy những cái altcoin còn lại tăng trưởng. Nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ thì Bitcoin và Ethereum tuy là tuy là không tăng mạnh bằng nhưng mà các bạn thấy được cái sự khác biệt cũng không có là bao nhiêu phần trăm trong vòng 7 ngày qua sự khác biệt là khoảng chừng là 4 phần trăm và chúng ta thấy được đó là có một cái chia sẻ đến từ Mike McClone của Bloomberg đây là một trong những cái chuyên gia phân tích của Bloomberg thì đối với lại Mike McClone đó thì từ đây đến cuối năm có nghĩa là nửa năm còn lại của năm 2021 này thì Ông ta đánh giá có ba cái mảng đầu tư là có tiềm năng. Mảng đầu tư đầu tiên đó mà Mike McClough nói đến đó chính là Bitcoin. Thứ nhì là vàng và thứ ba đó chính là trái phiếu của Hoa Kỳ, công trái phiếu và cả ba mảng đầu tư này. Thì tại sao mà Mike McClough nghĩ là chúng ta có thể có cái sự tăng trưởng mạnh trong nửa năm còn lại? Tại vì Mike McClough nghĩ là trong cái mùa tăng trưởng này đó, thì đây là ba cái loại tài sản mà bị đẩy xuống nhiều nhất cho nên có thể đã có cái sự tăng trưởng mạnh trong cái nửa năm còn lại của năm 2021 này. Các bạn nghĩ sao thì bạn hãy comment ở bên dưới. Có một người mà tin tưởng điều đó là sự thật đó chính là Ark Invest. Thì các bạn có đã biết là Ark Invest đó là một trong những công ty mà quản lý rất nhiều tiền đầu tư và có nhiều quỹ đầu tư ETF đầu tư vào nhiều ngành khác nhau và chủ yếu là ngành công nghệ và trong đó cũng có đầu tư rất nhiều vào trong thị trường Bitcoin này thì cái thông tin mà các bạn có thể nhận rất nhiều ngày hôm nay đó chính là trong thời gian gần đây đó những cái cổ phiếu của những công ty ở Trung Quốc đó xuống khá là nhiều và từ tháng 2 của năm nay đó thì Ark Invest đã bắt đầu bán nhiều cổ phiếu của công ty Trung Quốc từ đầu tháng 2 này đó là chiếm khoảng chừng là 8% của đầu tư ARK Innovation ETF thì cho đến thời điểm bây giờ chỉ còn có 0,32% mà thôi thì nhiều người thì thấy được là ARK Invest đã chuyển qua và bắt đầu đầu tư thêm vào thị trường Bitcoin này và những công ty liên quan đương nhiên công ty ARK Invest này đó là không có thu mua Bitcoin trực tiếp mà họ đi thu mua cổ phần của Tradescale, GBTC chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều tuần vừa rồi là các bạn thấy được là trong tuần vừa rồi đó Ark Invest đã mua 100 40.000 cổ phần của GBTC sau một ngày trước đó đã mua 310.000 cổ phần của GBTC và trong vòng tháng 5 thôi, một tháng duy nhất thôi, họ đã mua tổng cộng là 20 triệu đô la cho quỹ đầu tư của ARK Invest Cryptocurrency US Fund thì đây là một công ty mà các bạn thấy được là đầu tư khá là nhiều vào trong thị trường crypto này và đương nhiên Katy Wood từng người mà các bạn nhìn thấy trên màn hình là một trong người mà rất là tin tưởng và đối với lại Ark Invest đó, đây là một trong những mảng đầu tư rất tiềm năng Nếu như mà chúng ta thực sự thấy được một quỹ đầu tư ETF được thông qua trong năm nay đó Thì đương nhiên các bạn cũng đã biết là Drayscale đó Kế hoạch là sẽ chuyển đổi cái quỹ đầu tư Drayscale Bitcoin Trust thành cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF Và hiện bây giờ đó cái cổ phần của GBTC vẫn thấp hơn là cái giá của Bitcoin Cho nên đây có thể là một trong những cái chiến lược của Invest là họ mua rất nhiều GBTC hiện bây giờ và đương nhiên càng mua thì càng tốt cho chúng ta vì chúng ta muốn thấy được là cái sự khác biệt giữa cái giá cổ phần của GBTC nó càng ngày càng gần với cái mức thực sự hơn và tốt nhất là cái cổ phần GBTC có cái giá mắc hơn là Bitcoin. Đây là cái dấu hiệu là những nhà đầu tư lớn đã trở lại và hứng thú bên thị trường này một lần nữa. Chúng ta thấy được là ngoại trừ là GBTC thì ARK cũng tiếp tục thu mua rất là nhiều cổ phần của công ty Coinbase. Các bạn thấy được là họ đã thu mua Coinbase và họ cũng thu mua luôn công ty Square, cổ phần của công ty Square của Jack Dorsey Và ngoại trừ là công ty Coinbase thì ARK cũng thu mua thêm cổ phần của công ty Twitter Tại vì Jack Dorsey đã nói là Bitcoin sẽ là một phần quan trọng cho công ty Twitter trong tương lai Thì chúng ta thấy được là ARK là một trong những cái công ty rất là ủng hộ thị trường này Và đương nhiên Cathie Wood nói là làm, nói là làm cũng giống như là Michael Saylor của Michael Strategy đã nói là tin tưởng thì sẽ không hay đầu tư Đây là điều mà chúng ta đang nhận được từ hai nhà đầu tư lớn này thì chúng ta nhìn vào tình hiện tại đó thì thường có đăng một cái bài ngày hôm nay có thể là các bạn nghĩ là thuận quá bullish nhưng mà khi mà đọc những cái comment á, và lướt Twitter thì thuận không thể nào mà không nghĩ tới khả năng là chúng ta đang ở giữa hoài nghi và hy vọng hai tháng qua đó thì biểu đồ tâm lý đã reset lại hold on my friends thì đây là cái tweet mình hồi đăng hồi sáng này và cũng đã đăng trên những cái mạng xã hội thì khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ này đây là biểu đồ tâm lý thị trường mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc thì chúng ta bắt đầu từ hoài nghi và kết thúc đó là chán nản và chúng ta tiếp tục một cái mùa tăng trưởng kế tiếp và đương nhiên chúng ta đi qua những cái dùng như là hoài nghi rồi đến hy vọng đến lạc quan đến niềm tin đến phấn khích đến hưng phấn rồi sau đó chúng ta bắt đầu cái mùa đi xuống là từ kiêu căng đến lo ngại đến phủ nhận đến hoảng loạn đầu hàng phẫn nộ và cuối cùng là chán nản thì nếu như chúng ta nhìn những cái comment hiện bây giờ đối với thuận đó khi mình thuận lướt những cái diễn đàn cũng như là trên Twitter đó thì gần đây đó trong vòng mấy ngày qua giá bịch không đã có cái sự hồi phục trở lại thì nhiều người cái cảm giác bây giờ cho thấy được là nhiều người có sự hoài nghi lần tăng giá này sẽ không thành công như những lần khác và cũng có một số người đang nằm trong cái trường hợp là hy vọng hy vọng là đây là cái đợt mà có thể đẩy chúng ta trở về cái mức cao và tiếp tục cái mùa bull lên này thì khả năng là chúng ta vẫn có thể đang giữ hoài nghi và hy vọng đương nhiên đây chỉ là thông tin thuận chia sẻ với các bạn mà thôi đây là suy nghĩ cá nhân của thuận mỗi bạn đều nên có cái chiến lược đầu tư và chốt lời riêng của mỗi người bản thân thuận thì bạn cũng đã biết là một người mà đầu tư lâu dài trung bình giá là chiến lược của thuận cho nên những gì mà thuận chia sẻ với các bạn đó là thuận chỉ nhìn vào cái góc cạnh đầu tư của cá nhân và muốn chia sẻ những thông tin thú vị với các bạn mà thôi thì chúng ta nhìn vào một cái thông tin khác nữa thông cảm thấy thông tin này nó rất là mắc cười tại vì ngày hôm qua đó thì trên đài CNBC đài CNBC đó là một cái đài lớn của Hoa Kỳ liên quan tới tài chính rất nhiều người xem và bản thân thường cũng thường hay xem đài CNBC thì có một cái phần ngày hôm qua đó nói về cập nhật của Ethereum các bạn có thể biết là cập nhật của Ethereum đã sắp tới và bây giờ đã thuận đi đâu thường cũng nhìn thấy cái logo của Ethereum hết như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì uh, bây giờ đó đã là ngày 27 tây tháng 7 rồi thì cái ngày mà cập nhật của Ethereum đó chính là ngày 4 tháng 8 Có nghĩa là chúng ta chỉ còn khoảng chừng là 8 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có cập nhật của Ethereum Thì uh, hôm qua đó trên CBC họ nói về cập nhật Ethereum và đương nhiên họ nói về cái uh, phần là EIP 1559 trong cái Harvard London tới này Cái phần mà chúng ta nói tới rất là nhiều trên channel này về cái việc là sau khi mà có cập nhật này À, thì Ethereum nó mỗi lần mà giao dịch sẽ có một phần Ethereum bị đốt đi vì cái phần phí căn bản sẽ bị đốt đi nhưng mà cái điều mắc cười ở đây đó là trên đài CBC trên màn hình đó không biết cái người này có biết gì về crypto hay không nhưng mà lại để cái biểu đồ của Ethereum Classic chứ không phải là Ethereum Ethereum Classic và Ethereum là khác nhau à, nhiều bạn có thể là mới tham gia cho nên chắc cũng là không rành năm 2016 đó chúng ta chỉ có một Ethereum mà thôi nhưng mà có một cái dù hát rất là lớn thời điểm đó so với lại cái giá tiền bây giờ thì dự hát đó là không đầy gì hết nhưng mà thời điểm đó rất là lớn có thể là làm sụp đổ Ethereum và đó là cái vụ hát liên quan tới cái DAO dự án DAO đó đã bị hát và số tiền lớn đã bị mất đi và lúc đó cộng đồng đã bị chia rẽ có hai cái suy nghĩ suy nghĩ đầu tiên đó chính là bây giờ cần phải thay đổi là những cái chuỗi lốc để mà trả lời tiền cho những nhà đầu tư suy nghĩ nhị nói là bây giờ đây là mạng lưới phi tập trung cho nên không thể thay đổi được chấp nhận là bị hát chấp nhận cái số tiền đã bị mất đi và cứ tiếp tục thì hai bên đó đã có cái sự tranh cãi kịch liệt và cái bên mà tách rời ra để thay đổi lại cái số lock để giải quyết cái vụ hack đau đó thời năm 2016 đó đó chính là đồng Ethereum đồng đứng hàng thứ hai hiện bây giờ cái bên mà không chấp nhận làm chuyện đó đó chính là Ethereum Classic thì sau đó cộng đồng đã chia rẽ làm hai và chúng ta bây giờ mới có Ethereum và Ethereum Classic thì uh, cái người mà trên CBC đã để cái biểu đồ của Ethereum Classic lên nhưng mà Brian Kelly của CNBC để nói về đồng Bitcoin và họ đã nói là cập nhật EIP 1559 sẽ khiến cho Bitcoin trở thành Proof of Stake, có nghĩa là trở thành à, cái à, hệ thống cổ phần thay vì là Proof of Work hệ thống đào ngày hôm nay. Các bạn thấy được là chúng ta vẫn còn rất là mới trong thị trường này. Ngay cả những đài truyền hình lớn bây giờ cũng không có hiểu nhiều về thị trường này. Thì một điều khác nên thường muốn chia sẻ với các bạn có thể là các bạn cảm thấy là buồn cười đó chính là bài viết ngày 14 tây tháng 6 có nghĩa là cách đây khoảng chừng 6 tuần. Thì cái đây khoảng 6 tuần đó, ngày 14 tây tháng 6 năm 2021 Thì có một bài viết để là Goldman Sachs nghĩ là đầu tư vào thị trường crypto này đó Không phải là mạng đầu tư khả thi Nhưng mà cái bài được là 6 tuần sau, có nghĩa là ngày 26 tháng 7, ngày hôm qua Thì Goldman Sachs, cũng là Goldman Sachs à, Họ nói là họ đã điền đơn cho SEC để có thể phát hành một cái crypto ETF liên quan tới DeFi Một cái DeFi ETF các bạn thấy được là cái đây 6 tuần thì họ nói là đầu tư crypto đó không phải là mảng đầu tư mà họ quan tâm không phải là mảng đầu tư mà có giá trị đối với họ nhưng mà 6 tuần sau họ lại muốn có một cái DeFi ETF đây cũng là một dẫn chứng là đừng nghe những gì họ nói và hãy nhìn những gì mà họ làm thì điều mà thượng muốn chia sẻ các bạn đây đó thì cái sự mắc cười không có nhưng ở đây mà khi mà chúng ta nhìn vào là ở trong cái đề xuất ETF này đó khi mà họ nói tới DeFi ETF thì họ nói tới những đồng nào thì các bạn thấy được là họ không có một đồng nào trong đây hết mà họ có một số những công ty trong đó có Nokia, Facebook, Alphabet nghĩa là công ty Google đó, Accenture, Fujitsu, Cisco, Visa, International Business Machine hay là IBM đó, Microsoft, Mastercard, PayPal, Simon, Intel, Sony Group, overstock.com, Alibaba, Lenovo, Tencent, Baidu và One Connect Financial Technology thì các bạn thấy được tất cả những công ty này đều không phải là crypto mà phần lớn những công ty này cũng không liên quan đến crypto hết các bạn đều đã có một số những công ty như là Microsoft thì cũng có liên quan tới blockchain nhưng mà nếu như gọi những công ty này đó là ở trong thị trường DeFi thì không có đúng các bạn thấy được đây không liên quan đến DeFi hết nhưng mà họ lại muốn gọi cái sản phẩm này là DeFi ETF cho nên mới là mắc cười và đây cũng không thể mà chấp họ được có thể là cái nhu cầu những cái khách hàng đó muốn tham gia vào thị trường DeFi quá nhiều cho nên họ mới phải gấp rút đưa ra những cái sản phẩm như vậy. Nhưng mà nói tới đây đó thì chúng ta cần phải nhìn vào một cái thông tin đó chính là gần đây là chúng ta thấy được là có rất nhiều động tĩnh liên quan tới pháp lý của Hoa Kỳ để thường chia sẻ với các bạn nhiều cái dẫn chứng và đây nó không hẳn là cái điều xấu thường đi chia sẻ hết với các bạn sau đó chúng ta sẽ nói tới những điều này có ý nghĩa như thế nào thì trước hết chúng ta nói về Binance Thì các bạn đều được là Binance hầu như là ngày nào tuần nào cũng có nhiều cái thông tin Liên quan tới là nơi này không thích Binance, nơi kia không thích Binance vân vân Thì sang Binance đã ra thông báo đó là họ đã ra quyết định là họ sẽ trở thành Một công ty có trụ sở và có trụ sở làm việc ở nhiều nơi Và có bằng hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau bây giờ đó sàn Binance hoạt động bằng cách gọi là phi tập trung thì cách mà họ nói đó chính là Binance thực sự không có một trụ sở chính nào hết phần lớn đó là nhân viên ở sàn Binance họ làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau nhưng mà bây giờ Binance nói là họ sẽ tuân thủ luật của từng quốc gia và có thể có rất nhiều những cái chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau và nếu cần thiết thì cg có thể là không giữ chức vụ CEO Nếu như mà có thể tìm được một người tốt hơn và biết nhiều về pháp lý Thì CZ sẽ nhường lại cái chức CEO cho người đó Thực ra chúng ta thấy được là ở Hoa Kỳ hiện bây giờ đó Binance US là một cái đơn vị khác của Binance Thì CZ không phải là CEO của Binance US Mà người đứng đầu của Binance US bây giờ đó chính là Brian Brooks Brian Brooks cái tên nghe quen tại vì trước khi mà trở thành CEO của sàn Binance US thì Brian Brooks chính là người đứng đầu của đơn vị OCC của Hoa Kỳ đó chính là đơn vị mà quản lý những cái công ty tài chính đó thì CZ bây giờ vẫn là một trong những cái người mà đứng đầu ở trong hội đồng quản trị của Binance US nhưng mà không phải giữ chức vụ là CEO mà thôi tôi nghĩ đây cũng là một trong những cách làm sau này của Binance tại vì bây giờ đã Binance thực sự mà nói cái cách hoạt động của họ đó, có nhiều điều không có ổn là họ chỉ muốn một đơn vị nhưng mà họ lại muốn có mặt trên toàn thế giới. Thật ra mọi quốc gia, mỗi một vùng đều có những cái luật khác nhau nhất là liên quan đến thị trường tài chính này. Cho nên nếu như mà sàn Binance thực sự là muốn hoạt động trên nhiều quốc gia khác nhau, nhiều lãnh thổ khác nhau thì họ cần phải có những cái trụ sở ở những cái nơi đó, có những cái luật sư biết những luật ở đó và xin giấy phép hoạt động đàng hoàng thì họ mới hoạt động được. Thì đây là cách mà CZ muốn làm sau này và điều kế tiếp nữa cũng liên quan tới sàn Binance đó chính là sàn Binance thông báo ngày hôm nay đó là những cái khách hàng nào mà chưa có KYC chưa có xác minh thân phận đó thì trước đây họ có thể là rút mỗi ngày là lên tới 2 BTC bây giờ đó đã bị đẩy xuống chỉ còn có 0,06 BTC mà thôi có nghĩa là đã giảm 97 đối với thuận thì nếu như mà các bạn đã là một trong những người mà sử dụng sàn thì bây giờ hầu như ai cũng hiểu là các bạn sử dụng một sàn giao dịch thì các bạn cần phải kyc ngoài chứ các bạn sử dụng những sàn phi độc trung mà thôi thì đây cũng không phải là một điều gì gọi là quá bất ngờ và nếu như mà các bạn có nhiều bitcoin trên sàn thì kyc cũng là một những cách mà các bạn có thể chứng minh thân phận của mình để đảm bảo là lợi vấn đề gì các bạn có thể chứng minh là bitcoin đó là của mình cho nên đối với thuận điều này cũng không làm ảnh hưởng tới quá nhiều người thôi không nghĩ là cho tới ngày này năm này qua bao nhiêu năm mà chúng ta có nhiều người không có xác nhận thân phận ở trên sàn Binance nhưng mà đây cũng là một tin tức mà được nói tới rất nhiều ngày hôm nay là những người nào mà chưa có KYC trên sàn Binance thì bây giờ chỉ được rút tối đa là 0,06 Bitcoin một ngày mà thôi so với lại hai Bitcoin trước đây đây là thông tin thứ nhì liên quan tới Binance thông tin thứ ba này đó là vừa liên quan tới Binance mà vừa liên quan tới sàn FTX luôn là cả hai sàn này đó đã ra cái thông báo là sẽ không cho margin cao nữa có nghĩa là margin bây giờ đã không còn là 100x như là trước đây mà cái future margin sẽ giảm xuống chỉ còn có 20x mà thôi. Đây cũng là một trong những điều mà thị trường forex cũng đã trải qua. Trước đây đó thì Forex khi mà thường tham gia năm 2010 đó có nhiều sàn Forex có thể các bạn không tin nhưng mà thời điểm đó có nhiều sàn Forex cho các bạn margin 200, 250 và thậm chí là 400% đều có hết ở cái thời điểm đó. Bây giờ thì sàn Binance và FTX uh, sẽ giảm xuống chỉ còn có 20x mà thôi. Những cái người mà mở tài khoản mới bây giờ đó mà giao dịch uh, futures thì đã ảnh hưởng, đã bị giảm xuống uh, 20x rồi. Những người mà đang sử dụng hiện bây giờ đó thì có nghĩa là một thời gian nữa mới ảnh hưởng tới những cái bạn đó đây là thông tin cũng liên quan tới sàn Binance mà cũng liên quan tới sàn FTX thì có thể nói tới đây các bạn cũng thấy được là tại sao gần đây sàn Binance lại có những cái thay đổi đột ngột như vậy và bây giờ cũng có luôn sàn FTX trong đó thì thêm vào đó nữa các bạn đã thấy được là một thông tin mà cũng được nói tới khá nhiều trong vòng hai ngày qua đó chính là thông tin liên quan tới Uniswap thì chúng ta thấy cái tin tức đó là sàn Uniswap đã đi cả trăm token thì uh, trong đó chúng ta có những cái token liên quan đến chứng khoán và những cái token như là cái token mà dựa vào vàng như là cái uh, Tether Gold hay là cái token meme Rumpy Cat đây những cái token mà bị xóa bởi uh, sàn Uniswap thì đây là một chuyến điều mà có thể là nhiều bạn cảm thấy là bất ngờ tại vì Uniswap là một sàn mà ai cũng nói là sàn phi tập trung thì tại sao mà lại có cái chuyện là xóa token như vậy những cái người mà lưu trữ đồng Uniswap có được bỏ phiếu hay không thì điều mà các bạn cần hiểu ở đây đó là có hai cái sự khác biệt đầu tiên đó chính là cái giao thức Uniswap mà chúng ta nói tới đó là cái giao thức đó là giao thức phi tập trung không ai có thể làm gì giao thức đó được hết đây là một giao thức mà phi tập trung nhưng mà cái phần mà các bạn sử dụng đó uniswap.org đó trang web này là một trang web mà có trụ sở ở New York thì khi mà chúng ta lên trên trang web này đó nếu như mà các bạn tìm hiểu các bạn thấy được là đây là một trang web mà có trụ sở ở New York thì tuy là cái trang web này gọi là uniswap.org nhưng mà cái giao thức là giao thức phi tập trung cái mà bị quản lý và pháp lý đó chính là cái trang web này đây là một cái giao diện để các bạn có thể là sử dụng cái phần uh, giao thức của uniswap một cách đơn giản và dễ dàng nhưng mà cái phần mà giao thức của Uniswap đó các bạn vẫn có thể giao dịch những cái đồng mà bị delist đây là cái sự khác biệt không biết giải thích gì các bạn có hiểu hay không đây là hai điều khác biệt cái giao thức thì các bạn vẫn có thể giao dịch bất cứ thông tin nào các bạn muốn nhưng mà các bạn cần phải sử dụng giao thức đó trực tiếp chứ không phải là thông qua trang web Uniswap mo này tại vì đây là một trang web mà có đăng ký có trụ sở ở Hoa Kỳ thì những gì mà chúng ta mới vừa nói tới đó trong vào đó nữa gần đây chúng ta lại thấy những cái động thái liên quan tới blockfi thì chúng ta cũng đã biết là có hai tiểu bang đó chính là new jersey và tiểu bang alabama à, đã nói là cái sản phẩm mà cho vay mà có lời đó của blockfi đó thì sản phẩm đó là một cái chứng khoán và chúng ta lại có thêm một tiểu bang nữa là texas là ba tiểu bang này đã cùng nhau để mà cáo buộc là blockfi đang bán cái sản phẩm mà các bạn gửi tiền kỹ thuật số để mà nhận là hàng tháng đó thường cũng đã sử dụng blockfi hơn một năm nay rồi thì sản phẩm đó đó ba tiểu bang này coi như là chứng khoán đương nhiên là chúng ta chỉ nói tới ba tiểu bang này mà thôi và những người mà những, ở những tiểu bang khác như là Cali thì hoàn toàn không có bị ảnh hưởng cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đây đó, chúng ta nói tới là blockfi chúng ta nói tới là Binance chúng ta nói tới FTX chúng ta nói tới Uniswap thì chuyện gì đang xảy ra gì tại sao mà chúng ta lại lần lượt thấy những cái công ty này đó lại có những cái động thái là họ không muốn chấp nhận nhiều rủi ro và họ muốn giảm đi những cái gì mà có quá nhiều rủi ro và họ muốn giảm đi những cái gì đó mà có thể là những người lập pháp không thích thì cái lý do ở đây đó không gì khác hơn là chúng ta có thể sắp sửa thấy có những cái lực chi tiết liên quan tới thị trường crypto này đến từ Hoa Kỳ. Chúng ta cũng đã chờ đợi rất là lâu rồi các bạn thấy được là những thông tin liên quan tới khi nào Hoa Kỳ mới có những cái lực rõ ràng liên quan đến crypto đó chúng ta đã chờ đợi năm này qua năm nọ đã 2 3 năm rồi nhưng mà lần này thì các bạn thấy được là chúng ta thấy những cái người có thể nói là những công ty đứng đầu trong thị trường này như là sàn Binance, sàn FTX công ty BlockFi, Uniswap thì như bạn hỏi thử là tại sao mà sàn Binance lại bị những cái thông tin này hay là tại sao mà Uniswap bị người ta nói này nói kia hay là tại sao BlockFi lại bị mà những cái công ty khác không bị thì điều khác biệt ở đây đó là đây là những công ty đứng đầu những công ty lớn các bạn sẽ được là cái sản phẩm của BlockFi À, thì sản phẩm đó, đó những công ty nhỏ hơn như là các bạn thấy được là celsius hay là nexo hay là crypto.com thì họ đều có những sản phẩm tương tự nhưng mà tại sao mà những cái nhà lập pháp này chỉ muốn nhắm vào blockfi tại vì họ biết blockfi là công ty lớn thì họ muốn dùng những cái thông tin này để mà gây áp lực với những công ty nhỏ hơn thì điều mà thường muốn chia sẻ của bạn đây đó là sẽ có những cái luật sắp sửa ra cho nên các bạn mới thấy được là những cái sàn giao dịch những cái công ty như là Uniswap hay là BlockFi đó họ đã bắt đầu có những động thái là họ muốn làm việc với chính quyền hơn và đây là một trong những cách làm mà giống như là trước khi mà chính quyền ra tay quá nặng đối với họ đó thì sàn Binance hay là FTX hay là những công ty như là Uniswap đó muốn giống như là cho chính phủ Hoa Kỳ thấy là họ không phải là muốn làm gì đó bất hợp pháp họ hoàn toàn muốn hợp pháp và họ cũng đã bắt đầu có những cái bước tiến tới để giảm đi rủi ro cho những người giao dịch thì đây cũng là một trong những thông tin mà đã được nói rất nhiều ngày hôm nay đó chính là một lần nữa chúng ta lại nghe nói tới nghị sĩ Elizabeth Warren thì nghị sĩ này một lần nữa lại gửi thêm một lá thư nữa lá thư này đó lần này là gửi cho ai lần này đó là gửi cho Janet Yellen bộ trưởng bộ tài chính của Hoa Kỳ các bạn cũng đang nhớ là cách đây vài tuần thì nghị sĩ Elizabeth Warren thì cũng đã gửi một lá thư tương tự lúc đó lại gửi cho chủ tịch của SEC đó chính là Gary Gensler thì đây là một cái lá thư mà không có dài lắm thường cũng đã đọc qua cái lá thư này thay vì là đọc những cái thông tin trên mạng tóm tắt thì thường đã dành thời gian để đọc cái lá thư này thì trong cái lá thư này đó điều mà nghị sĩ Elizabeth Warren muốn nói là đột ngột đó các bạn thì được là trước đây đó cách đây một hai năm thì chính phủ Hoa Kỳ uh, quốc hội của Hoa Kỳ đó phần lớn là không nghĩ là thị trường crypto này là một thị trường lớn cũng không ảnh hưởng gì đến thị trường tài chính nhưng mà đột ngột thì mọi chuyện đã thay đổi bây giờ đó trong cái lá thư này thì thường chia sẻ là năm điều được nói tới trong cái lá thư này liên quan tới tại sao mà cần phải có lực lá thư này chủ yếu đó là nghị sĩ Elizabeth Warren kêu gọi là bộ trưởng bộ chính của Hoa Kỳ Janet Yellen cần phải làm việc chung với lại nghị sĩ Warren cùng với lại SEC để có thể đưa ra những cái lực mà quản lý thị trường này đây là điều rất quan trọng không kêu gọi cấm chỉ kêu gọi là cần phải có lực để mà quản lý thì tại sao mà lại gấp rút như vậy tại vì Nghị sĩ David Warren đối với Thuận hiểu được thị trường này càng ngày càng lớn mạnh hơn và lớn mạnh rất là nhanh Cho nên bây giờ cần phải gấp rút để mà nhanh chóng đưa ra luật để mà quản lý thị trường này Và đương nhiên để mà thị trường có thể mang lợi lợi nhuận cho nên chỉ kêu gọi quản lý mà thôi Không có nói tới cấm Thì năm điều mà được chia sẻ bởi nghị sĩ Warren ở đây đó các bạn thấy được đầu tiên hết Nghị sĩ Warren nói là có quá nhiều những cái quỹ đầu tư mạo hiểm Những quỹ đầu tư của, của Wall Street đó, đầu tư vào thị trường này và ngày lại càng nhiều hơn cho nên rất là có cái sự lo lắng là càng ngày đó thị trường này càng được đầu tư bởi nhiều công ty của Phú War cho nên lợi như có chuyện gì thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đây là điều đầu tiên. Thứ nhì nữa là ảnh hưởng đến cái ngành ngân hàng. Tại vì bây giờ đó ngân hàng cũng đã bắt đầu cung cấp những dịch vụ giống như là cho trading hay là lưu trữ những cái tiền kỹ được số. Thì bây giờ thị trường này đó không có biết là thị trường này cái tính thanh khoản nó như thế nào, lỡ như có chuyện gì À, thì làm sao để mà giải quyết nhưng mà cái vấn đề này đó cảm thấy rất là quan trọng tại vì để giảm đi cái sự rủi ro cho cái ngành ngân hàng để mà tăng cái tính thanh khoản cho thị trường này thì một trong những điều mà cần phải có là gì đó chính là một cái quỹ đầu tư ETF chúng ta cần phải có Bitcoin ETF chỉ cần là có Bitcoin ETF thì, thì thị trường này tính thanh khoản sẽ tăng lên thì đây cũng không hẳn là điều xấu các bạn thấy được là một trong những cách để mà giải quyết cái vấn đề liên quan tới tính thanh khoản đó chính là cần phải có Bitcoin ETF. Đây đương nhiên không phải là điều mà Elizabeth nói tới trong lá thư này. Thôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn những gì có thể xảy ra mà thôi. Kế tiếp thứ ba là liên quan đến à, những cái stable coin thì đối với lại nghị sĩ Warren thì những cái stable coin bây giờ không có một luật nào rõ ràng hết. Có nghĩa là các bạn thấy được là mỗi công ty đều có thể đưa cái stable coin một đồng ổn định riêng cho công ty đó như là các bạn thấy là Tether hay là chúng ta nói tới công ty Circle có USDC, sàn Gemini có GUSD, sàn Binance có BUSD thì không có một lực nào rõ ràng hết là một cái stable như vậy đó thì cần phải được đảm bảo như thế nào. Cho nên đây cũng là một trong những cái sự rủi ro được nói tới. Đây là rủi ro thứ ba. Thứ tư, điều mà được nói tới bởi nghị sĩ Warren đó chính là gần đây đó thì có nhiều cái vụ mà hacking xảy ra và người mà hack lên thì họ đòi được trả bằng cryptocurrency, được trả bằng tiền cược số. Nhưng mà cái việc này nó có liên quan đến tiền cược số đâu các bạn thì trước khi mà có Bitcoin có crypto thì hacker vẫn tấn công bình thường mà thôi, chỉ có là họ đòi trả bằng một cái vật gì đó khác mà thôi chứ đâu có liên quan tới tiền cược số đâu. Và điều thứ năm đó chính là DeFi thì à uh, Warren thì nghĩ là DeFi bây giờ đó là gần như là muốn trở thành một thị trường tài chính rồi Nhưng mà ngược lại là không có một ngân hàng nào đứng chính giữa cho nên cần phải có những lực quản lý Thì điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đây đó, điều mà Thuận đã nhận được Thứ nhất là cả bài viết này, cả cái lá thư này không có nói tới việc là tiền kỹ thuật số dùng trong những việc phạm pháp các bạn thấy được là trước đây đó đó là một trong những cách nói mà nghị sĩ Warren hay sử dụng hay là thậm chí là những nghị sĩ mà không thích tiền kỹ thuật số này đó lúc nào họ cũng muốn nói là thị trường crypto dùng trong những phạm pháp nhưng mà không có ai đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào hết và thậm chí Công ty Chainalysis là công ty mà được mướn bởi chính phủ Hoa Kỳ cũng đã chứng minh là cái số lượng giao dịch liên quan tới phạm pháp đó trong thị trường crypto này đương nhiên là có cũng giống như là trong ngành ngân hàng mà thôi nhưng mà phần trăm đó rất là nhỏ thì trong cả cái lá thư này không nhắc tới là một những cái sự nguy hiểm là tiền được số dùng cho những phạm pháp mà chỉ nói chủ yếu là thị trường này đó cái cúp lỗi là thị trường này đang phát triển rất là mạnh và càng ngày là càng đi sâu vào thị trường tài chính hơn cho nên cần phải gấp rút đưa ra một cái lực để mà quản lý trước khi mà quá trễ trước khi mà thị trường này trở nên quá lớn và có cái gì đó xảy ra mà chúng ta không quản lý kịp thì sự ảnh hưởng sẽ rất là lớn có nghĩa là có hai mặt chúng ta cần phải nghĩ đến thứ nhất mặt tốt đó là đương nhiên Elizabeth Warren lo lắng tại vì thị trường này đó rất là tiềm năng đang phát triển rất mạnh nhưng mà cái mặt khác thì cũng không phải là xấu lắm là cần phải có được quản lý nhưng mà có lực quản lý nghĩa là chúng ta sẽ thấy cái sự chấp nhận cao hơn và có thể là chúng ta sẽ thấy rất nhiều người tham gia vào thị trường này khi mà có lực rõ ràng khi mà mọi người đều biết được là những cái stable coin đó những cái đồng ổn định đó thì được đảm bảo như thế nào được có được rõ ràng để mà quản lý hay là khi họ gửi tiền kỹ số vào cho ngân hàng thì sẽ được bồi thường như thế nào lỡ như mà chuyện như đã xảy ra thì sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư an tâm hơn cho nên luật không hẳn là xấu không như, như là nhiều người nghĩ là có lực là xấu đối với thường có lực không hẳn là xấu mà có lực rất là tốt đối với sự phát triển lâu dài của một ngành và đây là một chuyên điều mà gắn liền với những cái động thái gần đây liên quan tới Binance liên quan tới FTX liên quan tới Uniswap liên quan tới BlockFi vân vân tất cả những công ty này họ đều đang chuẩn bị để mà đón chào những cái luật mới. Thị trường này từ từ đã lột xác và bắt đầu bước qua một cái kỷ nguyên mới rồi. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Những mà nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook hay là Twitter. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì các bạn cũng có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn margin Bybit hay là sàn LMT và có thể bấm vào cái nút màu vàng đăng ký group tín hiệu trade miễn phí để mà tìm hiểu thêm. Và nếu như bạn là người ở Hoa Kỳ thì cũng có thể tìm hiểu sàn Binance US. Đây là một cái sự lựa chọn cho những người nào mà ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin cũng như là những dịch vụ khác các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà trước khi mà chúng ta đóng lại cái video này thì chúng ta hãy nhìn vào giá cả các bạn thấy được là bây giờ Bitcoin một lần nữa đã qua khỏi 40.000 đô bây giờ là 40.084 đô và thôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một video kế tiếp tạm biệt các bạn